Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vợ Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công an cho vào tầm ngắm, thoát thế nào đây? Khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhiều người nghĩ rằng bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ của ông sẽ thoát vì không thấy cơ quan chức năng đề cập đến. Và lại, từ năm 2021, bà Diệp đã rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty FEC Faros với số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng. Việc rút vốn trước thềm ông Quyết bị bắt như thế được cho là khôn ngoan. Vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết, bà Lê Thị Ngọc Diệp đã không bỏ tất cả các trứng vào một giỏ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, trứng trong giỏ thứ hai cũng khó tránh khỏi bị vỡ. Vợ của ông Trịnh Văn Quyết rất khó thoát khi Bộ Công an chiếu cố như trong hoàn cảnh hiện nay. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cho biết họ đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh thành đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản bao gồm bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu v.v. đứng tên vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái của ông. Đây là hình ảnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát các dự án của FEC tại tỉnh này. Được biết, cơ quan điều tra đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản, bao gồm các loại bất động sản, cổ phần góp vốn, cổ phiếu v.v. đứng tên 4 cá nhân. Những người này bao gồm ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FEC và vợ ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp. Hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. Ngoài việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng, biến động, bao gồm giao dịch, chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp v.v. đối với tài sản là bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu v.v. của các cá nhân được nêu trên. Như vậy thì vụ án ông Trịnh Văn Quyết không dừng lại ở những người trong gia tộc họ Trịnh, mà hầu như những ai liên quan đều bị chú ý. Bà Lê Thị Ngọc Diệp vốn không bon chen tham gia hội đồng quản trị của FEC, mà bà làm việc âm thầm tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV. Bà được xem là một người an phận thủ thường so với những người khác, nhưng xem ra bà cũng khó có thể thoát. Được biết, vào ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản hỏa tốc gửi cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai và các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, vốn cổ phiếu của các đối tượng có liên quan theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp, và họ cũng phải tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan. Đây là hình ảnh văn bản hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi các ban ngành của dự án FEC. Đây là một tối hậu thư của Bộ Công an buộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tư pháp Quảng Ngãi tổng hợp trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an và báo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4. Chưa hết, trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an có văn bản gửi đến 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán. Được biết, cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay Việt Nam đồng và ngoại tệ, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch và các bút toán giao dịch, ký nhận, chuyển tiền từ năm 2016 đến nay của các tổ chức cá nhân, khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân. Ngoài những người đã bị bắt như ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huế, thì cơ quan điều tra cũng đã đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến 14 công ty, tổ chức có liên quan. Như vậy là công ty tỷ đô của ông Trịnh Văn Quyết ngày một vỡ ra với nhiều vụ việc khác nhau. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Ngọc Diệp cùng chồng. Vào ngày 29 tháng 3, Bộ Công an cũng cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau ông Quyết là hai em gái của ông cùng một số lãnh đạo cán bộ của tập đoàn FEC cũng bị bắt. Bà Lê Thị Ngọc Diệp dù chưa bị bắt nhưng hiện tại Bộ Công an
đang đưa vào tầm ngắm. Những ngày tới, có thể vụ án ông Trịnh Văn Quyết sẽ mở rộng điều tra, gây chấn động xã hội Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nga tuyên bố hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol. Vào ngày 13 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư rằng 1.026 binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Mariupol, nơi bị quân đội Nga bao vây trong nhiều tuần, đã chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt nhất và sự tàn phá toàn diện nhất kể từ khi Nga xâm lược vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Cảng chính ở biển Azov là mục tiêu lớn nhất của khu vực phía đông Donbass mà Moscow hiện gọi là trung tâm của chiến dịch, và nếu bị chiếm sẽ là thành phố lớn đầu tiên thất thủ kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu. Đây là hình ảnh cho thấy vệ tinh đã chia sẻ là nhà máy thép Azovstal là phần cuối cùng của thành phố vẫn chống lại sự tiến công của quân Nga. Việc chiếm được nó sẽ đảm bảo một lối đi trên bộ giữa các khu vực phía đông Felikhai nằm giữa Crimea và Nga đã chiếm giữ và sát nhập vào năm 2014. Tại thị trấn Mariupol gần công trình gang thép Rix, do các cuộc tấn công thành công của các lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1.026 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến đã tự nguyện hạ vũ khí đầu hàng. Đó là thông tin Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố. Hãng thông tấn Reuters cũng không thể xác nhận được một cách độc lập việc đầu hàng này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleg cho biết ông không có thông tin gì về việc này và cũng không có bình luận ngay lập tức từ văn phòng của Tổng thống Ukraine hoặc Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hôm thứ Hai, một bài đăng trên trang Facebook của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Ukraine cho biết đơn vị đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở Mariupol và sẽ kết thúc bằng cái chết hoặc bị bắt vì quân đội của họ đã hết đạn dược. Hôm nay có thể sẽ là trận chiến cuối cùng vì không còn đạn, bài báo đăng cho biết. Ở ngoài kia đang chiến đấu tay đôi, ở ngoài kia người thì chết, người thì bị bắt. Một số quan chức Ukraine vào thời điểm đó cho biết bài đăng có thể là giả mạo và quân đội vẫn đang cầm cự. Đây là hình ảnh các ngôi mộ của thường dân Ukraine bị sát hại trong cuộc chiến tranh Ukraine nằm sát các chung cư tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 151 binh sĩ Ukraine bị thương đã được điều trị tại chỗ và đưa tới bệnh viện thành phố Mariupol. Các nhà báo của hãng Reuters đi cùng phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở Mariupol hôm thứ Ba đã nhận thấy ngọn lửa bốc lên từ khu vực phức hợp Azovstal. Theo báo cáo, nhà máy thép Azovstal là phần cuối cùng của thành phố vẫn chống lại sự tiến công của quân Nga. Hàng chục nghìn dân thường đã bị mắc kẹt bên trong thành phố, không có cách nào để mang thức ăn hoặc nước uống vào, và ông đã cáo buộc Nga chặn các đoạn xe viện trợ. Trước đó, nhà lãnh đạo Chechen Samsan, một người ủng hộ nhiệt thành của ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã kêu gọi những người Ukraine còn lại đang nấu ở Azovstal đầu hàng. Ông Kalivov cho biết trong một bài đăng trên trang Telegram rằng trong Azovstal hiện nay có khoảng 200 người bị thương, không thể nhận được bất kỳ hỗ trợ y tế nào. Đối với họ và tất cả những người còn lại, tốt hơn là chấm dứt sự phản kháng vô nghĩa này và trở về nhà với gia đình của họ. Truyền hình nhà nước Nga chiếu những hình ảnh mà họ nói là lính thủy đánh bộ xả thân tại khu vực nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol hôm 12 tháng 4, nhiều người trong số đó bị thương. Hình ảnh cho thấy có những người lính Ukraine đang hành quân trên một con đường với tay không. Một trong những binh sĩ được cho thấy mang hộ chiếu Ukraine. Đây là hình ảnh lãnh đạo Cộng hòa Chechen Lapsos Kalinov. Khoảng 21.000 thường dân ở Mariupol đã bị sát hại, hàng trăm người bị hãm hiếp. Thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine đã cầm cự được cho đến trưa ngày 13 tháng 4 năm 2022 sau hơn 40 ngày bị quân đội Nga bao vây và oanh tạc dữ dội. Thị trưởng Mariupol Vladimir Bokhenko trên đài truyền hình Ukraine tối hôm qua cũng đã thông báo theo thẩm định của giới chức thành phố có khoảng 21.000 người thường dân đã bị sát hại tại đây. Theo cố vấn của Tổng thống Zelensky, 90% khu nhà ở tại thành phố cảng này đã bị phá hủy. Mariupol hoàn toàn bị phong tỏa. Trước mắt, chính quyền thành phố cũng như Kiev
chưa thể xác định được tin về quân đội Nga sử dụng vũ khí hóa học để chiếm được toàn bộ thành phố này. Còn tại Bucha và khu lân cận ở thủ đô Kiev, theo Bộ Nội vụ Ukraine có ít nhất 720 thường dân đã thiệt mạng, 200 người mất tích trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng. Thị trưởng ở Bucha cho biết đã tìm thấy hơn 400 thi thể, nhưng việc nhận diện tử thi đòi hỏi mất rất nhiều thời gian. Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ quân sự để chống trả lực lượng Nga và giải tỏa thành phố Mariupol. Ông Zelensky còn tố cáo là quân Nga đã hãm hiếp hàng trăm người tại những vùng mà họ chiếm đóng trước đó kể từ khi mở cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine. Theo lời Tổng thống Ukraine, trong số các nạn nhân có cả các thiếu nữ và trẻ nhỏ. Hôm thứ Hai vừa qua, Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi mở điều tra về vụ bạo hành nhắm vào phụ nữ trong chiến tranh ở Ukraine, đồng thời kêu gọi bảo vệ hàng triệu trẻ em Ukraine phải bỏ xứ ra đi. Đây là hình ảnh biểu tình lên án Putin giết hại trẻ em ở Ben, cuộc biểu tình diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 3. Tổng thống Hoa Kỳ Biden lần đầu tiên nói rằng cuộc xâm lược của Moscow và Ukraine tương ứng với tội ác diệt chủng, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Biden đưa ra nhận định này khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ nhịp nhàng và bình tĩnh, tiếp tục triển khai quân và đạt được mục tiêu của mình. Ông Biden đã sử dụng từ diệt chủng, một cấp độ mới trong các nhận định của ông trong bài phát biểu tại một nhà máy sản xuất ethanol ở Iowa và sau đó khi ông chuẩn bị bước lên chiếc máy bay không lực 1 của Mỹ. Ông nói, đúng vậy, tôi đã gọi đó là tội ác diệt chủng vì ngày càng rõ ràng rằng Putin đang cố gắng xóa sạch ý tưởng về sự tồn tại của người Ukraine và các bằng chứng đang ngày càng nhiều lên. Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm thứ Ba như vậy. Và chúng tôi sẽ để các luật sư quyết định trên phạm vi quốc tế liệu có đủ điều kiện để gọi đó là tội diệt chủng hay không, nhưng với tôi có vẻ là như vậy. Tổng thống Biden đã nhiều lần gọi Putin là tội phạm chiến tranh, nhưng hôm thứ Ba là lần đầu tiên ông cáo buộc Nga tội diệt chủng.